À được rồi, được rồi, được rồi. Good morning. Không, bên kia bây giờ 7 giờ sáng không ta? Chị để quay chúng em đi chị. Tại sao vậy? Thôi, em sợ lên mẹ. Em sợ lên. Hello, hello mọi người. Hello Kim Phượng, good morning. À, bên đó đang là buổi sáng, bên này đang là 7 giờ rưỡi tối. Mọi người sẽ nhìn xem là 7 giờ rưỡi tối bên đó, bên này như buổi chiều nhé. Yeah. Rồi mọi người dậy sớm á, đi chạy quá trời. Hiện tại Vi đang có mặt ở Dallas. À, thời tiết bây giờ đang rất là đẹp. Ở mấy chỗ kia lạnh quá, qua đây chỉ có 22 mấy độ, 68 độ S hả? Đây được rồi nè, chưa tắt. Sorry mọi người, tại vì 3G của Bi yếu quá, cho nên là cho nên là kết nối bị gián đoạn. Hello Thanh Thảo, Vi đoàn mạng bị lag quá, sorry mọi người nha. Ở Sài Gòn bây giờ là bao nhiêu độ ta? Đáng lẽ ra bây giờ mình đã có mặt ở Sài Gòn rồi, nhưng mà thực sự đúng là có duyên với Dallas. Bắt đầu ở đâu thì cũng sẽ kết thúc ở đó. Hay là bắt đầu tới ở đâu thì cũng về ở đó luôn. À, ngày đầu tiên đi sang Mỹ là đến Dallas đầu tiên. Bây giờ thì bạn yêu quá. Bây giờ Bi đang xin tình yêu của Bi ít mạng. 6, 7. Cho Bi 1 phút nha. Sorry, bây giờ Bi đang xin thêm một chút mạng cho nó mạnh hơn một xíu. Gió tung bay. Và di chuyển mà tới được cái nơi mà Bim muốn tới. Ở đây cho mọi người quan sát nha, không biết mọi người thấy chưa nữa. Yeah. Mạnh yếu quá mọi người ơi, chết rồi. Lạnh. Được rồi. Yeah. Bữa giờ ở sang bên này không có da u ăn, có da u nhưng mà da u của Việt Nam ở bên này làm, mọi người làm, tại bên đây họ làm theo khẩu vị của mọi người ở đây á, cho nên là nó hơi bị ngọt. Vì thích ăn da u gì đó nó chua chua một tí, và sau đó thì đã có một người bạn giới thiệu đây đi, sau lưng cô gái đó, thấy sau lưng thôi, trời ơi. Đây đã tới cái chỗ mà Vi muốn tới, đó là da gật. Da gật đây rất là ngon, nó rất là. Yeah, được rồi. Cuối cùng thì cũng đã được rồi đây. Cho mọi người xem da u Bi ăn nha. Rất là nhiều rồi. Đây là da gà. Nhưng mà duy nhất chính là cái này. Bi thích ăn đúng cái này thôi. Cái này là ngon nhất và chua nhất. Những cái vị khác cũng ngon nhưng mà nó lại hơi hơi ngọt. Yeah. Mờ quá phong thì mặn yếu quá đó. Mặn yếu quá. Giờ là lạnh. Và ăn dâu gợt lạnh rất là ngon. Baby lấy được chưa? Lấy xong chưa? Đã cho con xem là ai lấy. Ok, mặn yếu quá. Được rồi. Trời ơi, mặn yếu quá cho nên là phải đợi bạn. Ai vậy? Bây giờ ai vậy? Nghỉ đi, không được rồi, ngưng được rồi, ngưng rồi, cầu hồi chế đi. Mọi người hãy tập trung, mọi người ở nhà hãy tập trung ăn khác đi, không có cho ăn nữa. Cứ để xa cho bé, cho mọi người thấy được rồi, cho gần bé được không? Em biết không ở nhà cho mọi người tập trung ăn cái kia đi, không mất công mình sẽ bị la gì hả, để mất tâm sức của mọi người dành cho. Chị có mua nhanh nhanh không chị? Hả? Hả chi vậy? Không,
mua đây là dẫn cho mua này rồi thôi. Mấy nàng kia không được ăn, chỉ được mấy nàng kia chỉ được ăn. Chơi mạng là yếu rồi. Ở đây có rất là nhiều vị mạng yếu rồi. Không biết ở Việt Nam mình có giao lực không ta. Ở đây bị yếu rồi. À đây là món mà bị thích nhất giao lực. Ơi, chị sắp xong rồi. Dạ. Dạ. À đây. À sorry, cho mọi người cái màu chứ. Mình thực lên. Dạ mạng này có rồi lại rồi này. Mình lấy rất từ tốn để đợi các bạn đó. Ok, út, mọi người là đơn đợi là chị hả? Sorry, xong rồi. Đây. Ủa, cái gì đó, đi, chị trả cho. Không, trả cho. Đi trả cho. Xong rồi, em trả. Hết bao nhiêu tiền, hết bao nhiêu? Nghe thấy chưa, nghe vậy.